Hello. Xin chào cả nhà. Rất vui lại được gặp cả nhà trong bài video của HSC ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng review một tí về thị trường nhé, trước khi mà chúng ta đi đến với những cái nhận định cũng như là liệu là thị trường có tiếp tục tạo đáy hay không, hay là chúng ta lại có một cái pha gọi là pha tụt áp như những gì mà chúng ta đã trải qua trong những tuần trước đó. Thì hôm qua mình cũng đã nhìn nhận về vấn đề này rồi. Cơ bản là lực cầu thì chưa thấy, nhưng để mà gọi là cái lực cung ấy, thì lực cung nó còn nhiều hay không thì với mình thì có thể các thị trường khác, thị trường quốc tế và đặc biệt là thị trường châu Á trong phiên giao dịch của ngày hôm nay diễn biến rất tệ, đúng không ạ? Diễn biến mà chỉ số Hang Seng hay là về chỉ số của diễn biến của các thị trường nói chung về chỉ số chứng khoán ở trong khu vực ấy, thì thật sự mà nói là diễn biến khá tệ, đặc biệt là chỉ số của Hang Seng hay là chỉ số của Trung Quốc China, chỉ số China 50. Thì những cái biến động này đã khiến cho cái thế lệnh giao dịch long của chúng ta ngày hôm nay đang một cái thế thế trận rất là tốt thì cuối cùng là bị điều chỉnh giảm. Nhưng mà những cái thời điểm như thế này thực sự là không không dễ để mà giao dịch đâu. Ví dụ đi, ví dụ anh chị có mua tại vị thế thấp về vùng giá 1415 đi, thì cuối cùng chốt lại là 1405. Còn nếu trường hợp mà chúng ta có sọt thì chúng ta cũng bị vướng ở trên khu vực này và phải đóng sọt, sau đó mới gọi là chốt lại sọt. Sau đó thì cái áp lực bán ra ấy, thì quan điểm của mình là nó đến từ cái câu chuyện cái việc hoảng loạn nhiều hơn ngày hôm nay, liên quan trực tiếp đến đà giảm của ba chỉ số lớn là Hang Seng. Hiện nay là Hang Seng đã hồi phục dần rồi, nhưng mà cái áp lực giảm ấy thì rõ ràng là nó đến không không thể mà chối bỏ được, bởi những cái áp lực giảm từ phía của thị trường, từ từ phía của những cái nhóm cổ phiếu về công nghệ, đặc biệt là Meituan, đúng không? Với hai là cổ phiếu về Alibaba cũng như là cổ phiếu Tencent, thì những cái này giảm giảm đến 10 mấy%, và đấy là lý do tại sao mà hôm nay đặc biệt là trong lúc lúc giờ chiều ấy, chúng ta bị giảm rất là sâu. Một cái kênh giật mà thậm chí với thị trường phái sinh ấy, thì không không phải lúc nào cũng chứng kiến những cái áp lực giảm như thế này đâu. Và giảm thì không không đến từ việc giảm của chỉ số mà lại đến từ giảm của basic. Và cái khác là phái sinh đang phản ứng một cách hơi hơi thái quá so với thị trường chung. Vì sao mình lại nói như vậy? Ví dụ là chúng ta nhìn vào chỉ số của thị trường chung ngày hôm nay là chỉ số VN-Index và chỉ số VN30, thì kết phiên trong sắc xanh và thậm chí là vẫn chưa lấp xong cái gap đâu. Vẫn cái gap giá, một cái gap hở rất là nhỏ và với chỉ số VN30 vẫn chưa lấp xong. Và thứ hai là về thanh khoản bắt đầu có dấu hiệu hồi phục trở lại. Thì nhìn chung đây là những thời điểm mà rất nhạy cảm ở chỗ là nếu mà chúng ta có những cái quyết định là liệu có mua được ở vòng vùng giá đáy hay không, thì quyết định này nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái tài khoản chúng ta đang đang nắm giữ. Đến thời điểm này thì nếu mà nhìn về yếu tố mặt tích cực ấy, là chúng ta không có những thông tin tiêu cực hơn, đó là những cái mà chúng ta nhìn là mặt tích cực thôi. Đến thời điểm này thì những cái thị trường chung áp lực điều chỉnh hay là mọi yếu tố cũng đã cho thấy là đã phản ánh hầu hết lên giá rồi. Kỳ vọng về áp lực giảm COVID-19 thì cũng đã có áp lực giảm mang tính lịch sử rồi. Thứ hai là việc mà diễn biến của các cái thị trường chung như là chỉ số VN-Index thì nó cũng đều rất là đồng thuận với nhau, tức là sao dòng tiền nó lan tỏa đều chứ không phải là mỗi một mã đâu, hay là nhóm mid hay là nhóm small mà nó lan tỏa đều. Tức là bây giờ chúng ta đang kỳ vọng là gì ạ? Chúng ta đang xác lập một cái vùng đáy thứ hai. Nếu mà trường hợp cái vùng đáy thứ hai này được xác nhận tốt thì có thể là chúng ta sẽ hồi phục. Ở đây là vùng đáy thứ hai. Nhưng để mà đến thời điểm hồi phục thì nó còn rất là lòng lẻo, và thị trường mà đã mang tính là một thị trường thiếu trụ, tức là những cổ phiếu lớn mà không không ở trong một cái pha tăng ấy, thì để một thị trường tăng lên không không phải đơn giản. Ví dụ là chỉ số của VHM, hôm nay VHM là có nhịp tăng và sau đó là bị kéo giảm khi mà dòng tiền thật sự là bên bên cầu mua lên ấy, họ cần một sự động lực, một cái sự thuyết phục tốt hơn nữa. Ví dụ đi, có sự tham gia của VRE. VRE hôm nay là bay tạo gap, nhưng mà VRE lại bay tạo gap từ cái vùng đáy giá chứ không phải là vùng vùng trên. Hay là có sự tham gia của một cổ phiếu mà mang tính với mình, đây mới là trụ này, là Masan.
Nếu anh chị mà theo dõi bài video ở châu ấy, thì cũng sẽ thấy là chúng ta luôn có những cái ưu tiên nhất định đến cổ phiếu Masan hay là những cổ phiếu bán lẻ FRT. FRT hôm nay cũng kéo tăng, bản thân của FPT cũng hôm nay cũng một cái không không phải quá xấu đúng không ạ? Hôm nay nhịp chỉnh nhưng mà nhìn lại thì chỉnh cho một cái đà tăng lên thì cũng chả bị sao. Chúng ta có những cổ phiếu về nhóm ngân hàng, ví dụ là VCB. VCB hôm nay thì nhóm ngân hàng thật sự là đến thời điểm này để mà kỳ vọng ngân hàng có thể quay lại kéo thị trường ngay thì chắc là chỉ có kỳ vọng ở TCB khi mà giữ được nền giá thôi. Còn với VCB, cổ phiếu vua một thời, gọi là cổ phiếu vua của nhóm ngân hàng thì hiện nay là đang xấu lắm. Không phải xấu vừa đâu, mà với mình thì với VCB thì cảm giác như là đang bị mất một cái niềm tin, mất một cái niềm tin về xu hướng dài hạn khi mà hiện nay là đang test và thủng luôn cái đường EMA 200. Nhìn chung thì thị trường nếu mà đã không có trụ thì lúc này chúng ta rất khó để giao dịch một cái thật sự là an toàn. Nhưng mà đó đó điều này cũng không có nghĩa là chúng ta không có những cơ hội giao dịch cụ thể. Như mình nói đấy, có những mã cổ phiếu ví dụ là Zalando, HAH, cổ về thậm chí là những cổ phiếu liên quan đến hóa chất ví dụ DGC hay là những cổ phiếu cũng tương tự mà chúng ta có thể nhìn ví dụ là nhóm bất động sản với Midcap. Hôm nay thì SSC có nhịp giảm đúng không ạ? Có KDH, KDH vẫn còn một cái nền nền giá ổn định, hay là Nam Long, Nam Long Group thì hiện nay là đang bước lên cái vùng đỉnh giá cũ. Thì những yếu tố này có thể nói là gì ạ? Tức là không phải là cứ thị trường giảm là chúng ta không có cơ hội để mua lên. Bây giờ chúng ta sẽ không nói về về câu chuyện, không nói về cái việc mà cơ cấu danh mục nữa, bởi bởi vì là cơ cấu thì cũng đã xong rồi. Anh chị có với bản thân mà nếu mà chúng ta bám thị trường một thời gian dài, chúng ta sẽ nhìn nhận ra là đến thời điểm này gọi là tiền mà bán ra được cơ cấu ấy, cũng thật ra là mình cũng không thấy còn nhiều đâu. Để mà cơ cấu nữa thì bây giờ nó sẽ chạm đến những nhà đầu tư mang tính đầu tư giá trị. Ví dụ như một mã mà chạm đến nhà đầu tư giá trị là mã ví dụ là Mobile World. Mobile World như thế này gọi là chạm đến giá trị này. Ví dụ như nó bị điều chỉnh giảm thêm nữa mà thủng luôn cái vùng 382 thì Fibonacci thì bắt đầu là nó sẽ kích hoạt một yếu tố là bị bán bởi nhà đầu tư giá trị. Và lúc này thì nó sẽ lấp lại cái vùng gap bay trước khi mà Mobile World tăng trưởng. Thì đây mới là cái bắt đầu là vào phần tiền thịt, là tiền mà gọi là cái trụ cứng của thị trường. Còn nếu thời điểm hiện tại mà vẫn giữ được nền thì cũng chẳng sao. Ví dụ chúng ta quay lại số bên đây. Mình đã nói và chia sẻ rất nhiều về việc cơ cấu, việc tranh thủ những nhịp hồi để mà chúng ta bán ra những cổ phiếu yếu. Thì bây giờ cũng đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ không nói nhiều về cơ cấu nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những cơ hội. Cơ hội không rõ ràng tại tại không không rõ ràng tại toàn thị trường mà chỉ rõ ràng tại một số cổ phiếu nhất định. Và lý do vì sao mình có một niềm tin về cơ hội như vậy thì anh chị có thể thấy về ví dụ là chúng ta có chỉ báo tâm lý của HSC Online thì ở đây có thể thấy rõ này, hệ thống chỉ báo tâm lý thị trường này thì cái việc mà lên của 16% từ từ hệ thống xác suất đầu tư ngắn hạn này, có thể thấy rất rõ là lực bán và lực mua đều đều đi lên, tức là sao ạ? Dòng tiền mà họ chán rồi, muốn bỏ thị trường rồi thì họ tranh thủ những cái nhịp hồi để họ ok tôi bán và tôi đi, nhưng mà đi cùng với nó là cái lực mua lên, cái dòng tiền mua lên này họ vẫn còn. Và cái dòng tiền này thì đây là những vị thế mà nắm tiền từ trước và họ chưa có cơ hội để họ vào thị trường, thì bây giờ là cơ hội mà bắt đầu họ giải ngân dần. Thì họ giải ngân dần thì với những mã cổ phiếu thật sự là giải ngân ở trong thời điểm mà thị trường xấu ấy, vẫn có lãi rất nhiều. Ví dụ như nếu mà chúng ta nhìn vào những cổ phiếu mà trên EMA 50 ấy, tức là trên cái vùng hỗ trợ nền trung hạn, ví dụ cổ HCM đi, thật ra là nắm một thời gian ví dụ anh chị mà từ tháng 7 mà giao dịch đến giờ đi chả bị sao, tức là bị không bị sập cái vùng giá quá sâu và thậm chí là đang đang test lại cái vùng nền khá ổn tại đường EMA 50, hay là cổ phiếu chứng khoán khác là SSI, cũng là một cái đoạn loay hoay biến động này. Nếu mà chúng ta nhìn vào mức độ dao động giá nhé, từ cái vùng chỉnh của vùng giá 42 kéo lên vùng giá 52 thì hiện nay là đang từ vùng giá 50 ở 49 kéo lên vùng giá 57, thì đây thì bây giờ là vùng giá 53 kéo lên vùng giá 57 thì cũng là một cái nhịp chỉnh bình thường. Hay là VND thế, ở VND là thậm chí là còn đang đang tiệm cận lại ở cái vùng giá cao và cái nhịp phục hồi gần như là xóa bỏ hoàn toàn cái nỗi lo lắng của thị trường lần này. Thì nhìn chung là nếu chúng ta khéo léo thì hoàn toàn có thể có cơ hội giao dịch chứ không phải là không có. Ok, còn nếu mà nhìn vào đà lan tỏa theo thanh khoản cái vùng hóa thì anh chị cũng có thể thấy là cũng không bị xấu khi mà bắt đầu có lực tiền quay trở lại mua lên, cả hai lực tiền quay trở lại mua lên rồi.
và đặc biệt là trong thời điểm mà thị trường đang hôm nay có một cái lực chờ mua chờ bán, là cái yếu tố khá thú vị là cái lực chờ chờ bán ấy bắt đầu tăng cường ở trên vùng này. Thì đây là việc mà chúng ta kỳ vọng thôi, khi mà thị trường đang đang cố gắng giữ lại được cái nền giá. Mình không khẳng định là nền giá này có thể giữ được hay không. Lý do là vì khi mà chúng ta chưa biết được đỉnh COVID và chúng ta chưa biết được những thông tin nào xấu trước mắt, thì liệu cái thông tin xấu hơn nó xuất hiện hay không thôi. Còn nếu mà về bản chất của thị trường thì nó sẽ không đến mức là quá tiêu cực như vậy. Nhìn về một xu hướng dài đi, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Ở trong một cái đồ thị giá thì không có nghĩa là thị trường đang đang cảm thấy là rất 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 tệ rồi, mà ngược lại nhé, những cái thời điểm mà chúng ta nhìn thấy này ở trong một cái channel tăng thì đây là những cái thời điểm mà chúng ta nhìn giá chạm và lên và sau đó chạm và lên. Thực ra nhé, lúc này mà gọi là yếu tố và tâm lý vẫn còn. Nếu mà chúng ta nhìn lại này, nếu mà ở dưới đường EMA 200, đường EMA 200 là đường xanh này nhé, ví dụ là giá được dưới đường xanh này, thì cái thời điểm mà gọi là nếu mà chúng ta giải ngân ấy, ai mà giải ngân thời điểm này là có lợi nhất ở trong một xu hướng tăng trưởng dài đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng là không ai giải ngân được đây cả. Rõ ràng ai cũng cảm thấy là ở thị trường xấu rồi, sau đó thì lên và cuối cùng là sẽ chạm kiểm chứng thành công EMA 200 và tiếp tục xu hướng giảm. Thì lúc này chúng ta phải nhìn thấy những yếu tố vĩ mô khác ngoài những yếu tố mà mang tính dòng tiền. Khi mà chúng ta bắt đầu có chứng kiến lực tiền bơm vào này. Lực tiền bơm vào là từ thời điểm tháng 8, tháng 9 năm ngoái, sau đấy thì là gì ạ? Sau đấy là chúng ta lại tiếp tục bị ảnh hưởng COVID và bị điều chỉnh giảm. Thì liệu lúc này có hỗ trợ không? Khi mà các ngân hàng sau khi mà hưởng lợi rất là ổn trong giai đoạn trước đó, thì đến lúc này là lúc mà các ngân hàng nhả lợi nhuận, họ giảm về lãi suất và hỗ trợ từ phía chính phủ nói chung, thì liệu là có để cho thị trường thật sự là phải sập gãy một cây rất sâu như những gì mà chúng ta trải qua với những thị trường khác hay không? Đây là cái điều mà mình không dám khẳng định. Nhưng mà để mà nhìn nhận về yếu tố ngắn hạn thì rõ ràng là đã có yếu tố cạn cung rồi. Thì đây là nhìn về chỉ báo thị trường. Nói chung là như vậy. Cũng khá đơn giản để phân tích thôi. Còn với yếu tố mà chúng ta nhìn nhận lại vấn đề về yếu tố của thị trường quốc tế, ví dụ là chỉ số của Hang Seng hay là chỉ số của chúng ta nhìn qua chỉ số Hang Seng đúng không ạ? Hang Seng hôm nay bị rơi một cái rất sâu về vùng giá 25, thậm chí là không còn gì để mất, về luôn cái vùng thấp nhất rồi. Thì nếu mà nhìn vào mẫu hình như vậy ấy, thì thực ra bản chất của Hang Seng đã loay hoay và rung lắc một thời gian rất dài, nguyên một năm nay, thì sau đó mới gọi là bỏ tay, gọi là buông tay. Hay là với chỉ số của China 50 CZH thì cũng tương tự như vậy. CZH thì cái việc mà nó bị giảm thì không phải là nó giảm là cứ đang tăng rồi giảm, mà chúng ta nhìn thấy là một cái vùng đỉnh trước đó rất là xa rồi, từ đầu đầu năm nay và giảm đến bây giờ, thì có thể nói là gì ạ? Thực tế là nó cũng cũng phải nhìn đi thì phải nhìn lại vấn đề là chúng ta chưa chưa phải là trong một xu hướng giảm rất sâu, mà chúng ta vẫn đang ở trong một cái channel tăng về mặt trung hạn. Mặc dù vậy là đến lúc này là lúc mà thị trường không 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 dễ dàng cho tất cả, mà nó sẽ có một sự chọn lọc nhất định, và chúng ta cần phải rất khéo léo trong những cái việc mua như thế này ạ, không mua đuổi. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là phải xác định rõ một cái tâm lý là mặc dù là chúng ta sẽ không kỳ vọng là giá sẽ giảm quá sâu, nhưng để mà chúng ta kỳ vọng là giá tăng được ngay ấy, thì có vẻ như lúc này chưa phải là lúc mà nói về điều này, mà lúc này là lúc chúng ta yên tâm là sẽ còn một số yếu tố rung lắc nữa kéo qua kéo lại như này là đã là một tín hiệu đáng mừng rồi. Cũng không không cần thiết là thị trường cứ phải tăng liên tục như những gì đã trải qua trước đó, mà chúng ta yên tâm là cứ phải lên và xuống một thời gian nữa thì lúc này thị trường mới ổn định lại được. Và lúc này là lúc mà chúng ta bắt đầu giao dịch theo hướng là trading trong trong một cái range, đó là trong một cái khu vực nhé, trong một cái vùng giá nhé. Vùng giá sẽ được khuyến nghị là từ vùng 1368 kéo lên vùng giá của 1445 với VN30 hoặc là với VN-Index, thì sẽ là trading ở trong range từ vùng 1235 cho đến 1300. Thì đây là vùng mới đánh giá là ổn để chúng ta giao dịch. Và việc mà giao dịch với vị thế thì với tùy quan điểm thôi. Ví dụ anh chị mà nắm vị thế thẳng ngắn thì chúng ta cứ tăng khoảng 3 phiên đúng không ạ? Chúng ta hạ thì chậm một tí về lại vùng mà 1250 mua lên một ít, sau đó lại tiếp tục và đẩy lên một một thời gian nữa, thì cứ trading trong range một thời gian. Và sau đó thì nếu mà trường hợp chúng ta đã xác định được lập đỉnh COVID rồi thì nhiều khả năng là chúng ta bắt đầu thoát khỏi vùng đáy này. Thì lúc này là chúng ta đã có sẵn trong tay một lượng vốn hàng nhất định đúng không ạ? Để có một lượng hàng vốn giá thấp
thể mua lên được. Ok, thì đó là một số nhìn nhận cho phiên dịch ngày hôm nay nhé. Ngoài ra thì về nhìn nhận chung, mình vẫn đánh giá là ba nhóm ngành tích cực nhất là nhóm ngành công nghệ thông tin, FPT, nhóm ngành bán lẻ. Mobile World hiện nay đang đang không không thật sự là ổn. Có vẻ như là đang bị lấn át bởi những cổ phiếu khác, FRT, PG World. Trong khi đó là dịch vụ tài chính thì vẫn là SSI, vẫn là VCI, vẫn là HCM và vẫn là VND. Nhóm hóa chất thì hôm nay có GVR, DGC đúng không? Đạm, phân đạm các thứ đều ổn cả. Chúng ta hãy cùng xem qua một tí cổ phiếu nhé. Đầu tiên là xem về mã của TCB. Về TCB, TCB thì giữ được nền. Giữ được nền, nhưng điều này không có nghĩa là TCB sẽ tăng nhé. Chúng ta chỉ đơn giản là đang đang giữ được nền giá thôi, đang giữ được nền giá thôi và đang bị vùng cản. Rất quan trọng là cái vùng cản của vùng giá 51.5. Thì hôm trước thì chúng ta có một cái tín hiệu rất đáng mừng của TCB là tạo cái vùng gap đảo bay, nhưng tuy nhiên sau đó là thông tin Covid đúng không ạ, đè đè chỉ số lại lại rơi về sâu. Do vậy là để mà tăng trưởng trở lại thì sẽ cần một cái động lực tốt hơn, một cái kỳ vọng lớn hơn từ phía ngân hàng ở trong nửa 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 năm nửa sau năm 2021. Thì nửa sau như này thì có vẻ như chưa phải là thời điểm thích hợp chúng ta kỳ vọng rồi. Đây là với TCB đúng không ạ. Vậy chúng ta cũng xem qua về FPT. Về FPT thì thông tin tốt hơn và chúng ta hoàn toàn có cơ hội để giao dịch với FPT. Mình đã khuyến nghị từ những cái vùng giá 85 kéo lên vùng giá 87, kéo lên vùng giá 89, và đến thời điểm này thì chúng ta nên quan sát thôi. Ví dụ anh chị đang có nắm thì chúng ta quan sát thôi, bởi vì là trong một cái channel tăng giá ấy, chúng ta cũng phải cùng xác định rõ là trong một channel tăng giá nhé, chứ không phải là lúc nào cũng mua được, mà nó chỉ có thể là nằm trong cái vùng giữa giữa kênh mà chúng ta mua. Bây giờ đã chạm hơn giữa kênh rồi, chúng ta đợi giá tăng để chúng ta có một cái kỳ vọng target. Ví dụ đi, FPT về lại vùng giá 100 nhé, chúng ta có thể bán, sẽ có thể bán, và sau đó là chúng ta lại tiếp tục là đợi nó về lại cái kênh giữa, về lại kênh dưới tầm giá 95, 93 thì chúng ta tiếp tục mua lên và trading trong range với cổ phiếu FPT. Thì đây là một cái cách giao dịch khá thú vị với những cổ phiếu mang tính phòng thủ như thế này, tức là đảo hàng giá cao và lại giá thấp, trading là trong một cổ phiếu đã có. Sẽ yếu tố rất an toàn. Ví dụ như chúng ta giao dịch với cổ của DG World chẳng hạn. DG World tương tự như vậy. DG World thì hôm nay thì có vẻ như đà tăng vẫn còn. Và nếu anh chị mà muốn mua DG World thì vẫn có vùng giá 142 này, có thể mua lên được. Đấy, đấy là những cổ phiếu mà mình đã khuyến nghị một thời gian, thì chúng ta cứ thế mà hành động thôi. Còn với về nhóm ngành, thì thật sự là thời điểm này chưa phải phù hợp lắm đâu. Khi mà chúng ta nhìn yếu tố về nhóm ngân hàng đang khá tệ, ngược lại thì nhóm bất động sản lại đang lên ngôi, và đây mới là yếu tố mà thật sự mình đánh giá là nếu mà giữ được nền giá hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào bất động sản. Ok nhá, thì đó là một số nhìn nhận và một số khuyến nghị cho phiên dịch ngày hôm nay. Nhìn chung thì hôm nay là một phiên mình đánh giá là tích cực rồi so với thị trường quốc tế nói chung và so với việc cạn kiệt dòng tiền nói riêng. Bây giờ dòng tiền mua lên họ cần một lý do thôi. Và lý do đó là gì thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát trong những phiên giao dịch hôm sau nhé. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Xin hẹn gặp lại anh chị các bạn trong bài video lần sau. Xin chào tạm biệt.